Trong khuôn khổ chương trình tập huấn cán bộ đoàn hội huyện Vĩnh Cửu năm nay, tại hội trường trung tâm chính trị huyện Vĩnh Cửu, các cán bộ đoàn hội chủ chốt đã có cơ hội tham gia một buổi chuyên đề do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc công ty luật Việt Á báo cáo. Chuyên đề này tập trung vào việc nâng cao năng lực chuyển đổi số, tập huấn khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo cho cán bộ đoàn hội. Buổi chuyên đề này đã cung cấp nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng về chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giúp các cán bộ đoàn hội nâng cao năng lực và ứng dụng các phương pháp mới trong công tác của mình. Chương trình đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ các cán bộ đoàn tham gia. Dạ, thì ở trong xã của em hiện tại thì có một hợp tác xã Bình Minh của anh Hà Thắng, thì đó là anh cũng tham gia rất là nhiều các hoạt động, đặc biệt là OCOP này thì anh sản phẩm của anh là quýt thì đã được OCOP 3 sao của xã. Ngoài ra thì cũng có một tổ hợp tác thanh niên là gồm tập hợp những anh em thanh niên ở trong địa phương thì hỗ trợ nhau trồng quýt, cam, bưởi, nói chung là cây có múi, phát triển kinh tế. Bên cạnh đó là tổ chức chăn nuôi thì anh em thì hỗ trợ tư vấn nhau, giúp đỡ nhau làm kinh tế. Dạ, sáng nay thì em mới được tập huấn về cái mô hình OCOP, là mỗi đơn vị một sản phẩm. Đấy, sau khi mà em được tập huấn xong thì em cảm thấy rất là cảm giác như là mình yêu quê hương đất nước hơn ấy. Tại vì ban đầu em không biết là cái khu vực của mình nó có nhiều sản phẩm nông nghiệp rồi du lịch như thế. Sau khi em được chia sẻ thì em cảm thấy là mình biết thêm nhiều thứ hơn, và em nghĩ là em sẽ có thể truyền đạt cho bạn bè, cho người thân, cho học sinh của em những cái gì liên quan đến cái mô hình này. Chắc chắn là cái huyện mình sẽ phát triển hơn nhiều. Thì ở xã em bây giờ em thấy là mọi người cả già cả trẻ thì đều chia ra có những cái hướng để phát triển khác nhau. Ví dụ như là có một tốp người thì nếu mà nhà có đất hay là có những cái quang cảnh đẹp thì họ sẽ phát triển hướng du lịch, giống như là mở các resort hay là những cái khu nghỉ dưỡng để cho mọi người đến tham quan. Còn một hướng thì họ theo nối nghiệp gia đình ấy, thì họ đã bắt đầu theo hướng cái phát triển về nông nghiệp, giống như là trồng cây ăn quả, bắt đầu nổi lên việc trồng sầu riêng, hay là như lâu đời là có cao su, xoài đồ ạ. Cũng có một hướng là số các bạn là chuyển khai theo cái hướng là tự kinh doanh nhỏ lẻ nhà, như các bạn hay bán hàng online ở tại nhà, rồi tập hợp rồi cái là phân phối các sản phẩm lớn cho các mọi nơi để phát triển kinh tế về cái phần online đó. Cán bộ đoàn hội đã được tập huấn cách sử dụng công nghệ để tăng cường hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là nâng cao năng lực thương mại điện tử và chuyển đổi số. Đây cũng là cơ hội để các thanh niên có được kỹ năng kiến thức thực hành sáng tạo trong định hướng khởi nghiệp cho thanh niên nông thôn. Ở trong cái bối cảnh vượt khó thì nhà nước, chính phủ cũng mong đợi có hơn 1 triệu doanh nghiệp trong 1-2 năm tới, và rõ ràng là lớp trẻ là những cái thế hệ tiếp nối cái truyền thống kinh doanh và nghĩ lớn của các bậc cha chú, các bậc lớn tuổi. Và như vậy tỉnh Đồng Nai cũng tỉnh đoàn và đặc biệt là các cái huyện đoàn cũng đã luôn luôn định kỳ hàng quý đều có các cái lớp tập huấn, trong đó cái tập huấn để làm chủ tương lai về cái hoạt động kinh doanh thông qua cái chuyên đề ví dụ như là ý tưởng kinh doanh, và để kinh doanh thành công thì phần lớn chúng ta cần phải rèn luyện những cái thói quen tốt ngay từ thuở thanh niên. Cũng trong chương trình, trong khuôn khổ lớp tập huấn lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn hội huyện Vĩnh Cửu năm nay, Ban Thường vụ Huyện đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện triển khai chuyên đề tập huấn hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP địa phương và quy trình giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của thanh niên tiếp cận các sàn thương mại điện tử cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, tập huấn hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP địa phương và quy trình giới thiệu sản phẩm nông nghiệp của thanh niên tiếp cận các sàn thương mại điện tử. Thì ở vai trò của Ban Thường vụ Huyện đoàn thì thực hiện cái nhiệm vụ là định hướng, truyền đạt những cái kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên. Thì trong những năm qua, huyện đoàn trong các cái khuôn khổ các lớp tập huấn của mình thì chúng tôi đều kết nối và lồng ghép triển khai từ 1 đến 2 cái chuyên đề về lĩnh vực là tư vấn và khởi nghiệp sáng tạo. Chúng tôi mời những báo cáo viên có rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng để truyền tải đến cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn của huyện. Song song với những lớp tập huấn, chúng tôi cũng còn tổ chức rất là nhiều cái hoạt động khác có sự lồng ghép. Đó đặc biệt là cái việc mà tổ chức phối hợp tổ chức các cái tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên ở khối các trường trung học phổ thông. Rồi thông qua các cái hoạt động phong trào, tôi cũng lồng ghép vào
trong cái việc mà định hướng tuyên truyền cũng như tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên. Tham dự lớp tập huấn, các đồng chí cán bộ đoàn hội chủ chốt được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm, đào tạo về cách sáng tạo nội dung, xây dựng hình ảnh, kỹ năng kinh doanh số thông qua nội dung đào tạo chuyên môn xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và bộ giải pháp quảng cáo sáng tạo trên các nền tảng thương mại điện tử. Thì mình nhận thấy là các nhóm bạn trẻ cần nghĩ lớn nhưng mà làm từng bước và dựa trên cái nền tảng kiến thức. Nhất định chúng ta phải dựa trên kiến thức để chúng ta hiện thực hóa cái hoạt động ý tưởng kinh doanh trong tương lai. Vì chúng ta tìm hiểu cái kiến thức kỹ năng về bán hàng, về quản trị, về nhân sự, về nguồn lực nó phù hợp với bạn trẻ thì rõ ràng nó sẽ giảm thiểu cái rủi ro về tiền bạc trong thực tế, dựa trên cái nguồn lực thực tiễn và cái điều kiện, cái sản phẩm dịch vụ, cái thị trường của tỉnh nhà Đồng Nai. Có thể nói, nâng cao năng lực chuyển đổi mới trong lập nghiệp khởi nghiệp là một chủ đề quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện nay, khi công nghệ và đổi mới đang thay đổi cách thức hoạt động của nhiều ngành công nghiệp. Năm qua, phong trào khởi nghiệp của thanh niên huyện Vĩnh Cửu đã có những bước tiến bộ và đột phá trên nhiều lĩnh vực. Huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới. Trong thời gian qua, huyện đoàn cũng đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp của huyện, cũng đã sớm định hướng, rồi tuyên truyền để đoàn viên thanh niên tham gia các cái lớp liên quan đến đào tạo phục vụ cho lĩnh vực phát triển các cái dịch vụ du lịch trong thời gian tới, nhằm đi tắt đón đầu đối với cái việc mà phát triển du lịch của địa phương trong thời gian tới. Ngoài ra, đối với các cái sản phẩm ô cốp của thanh niên thì chúng tôi cũng thường xuyên có cái sự rà soát đối với những cái sản phẩm nông nghiệp chất lượng của thanh niên để có cái định hướng phối hợp với phòng nông nghiệp, hội nông dân huyện cũng như từ sở nông nghiệp để có cái hướng dẫn định hướng các bạn trong cái quá trình mà hoàn thiện các cái hồ sơ để đánh giá chất lượng và công nhận các cái sản phẩm ô cốp của thanh niên. Thì mong rằng trong cái thời gian sắp tới thì trên địa bàn của huyện Vĩnh Cửu sẽ có xuất hiện nhiều cái sản phẩm ô cốp từ thanh niên. Đó là cái mong muốn của Ban Thường vụ huyện đoàn trong thời gian tới. Trong năm qua, huyện đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã hỗ trợ 2 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên trên địa bàn huyện. Những dự án này đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh tế địa phương. Để mà kinh tế phát triển thì cũng cần tổ chức nhiều hơn các chương trình ô cốp, hướng dẫn ô cốp như thế này. Thì bên cạnh đó phải tổ chức các tập huấn về công nghệ để mình áp dụng công nghệ khoa học vào trong nông nghiệp. Ví dụ như là mình có thể điều khiển cái hệ thống tưới qua bằng các phần mềm thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho anh em trong việc chăm sóc. Thì khởi nghiệp bài bản nhất thì theo em thì là mình để tổ chức các đợt tập huấn như thế này. Ngoài ra sẽ tư vấn các hướng đầu ra cho các sản phẩm để anh em nông dân có thể đưa sản phẩm ra ngoài dễ hơn. Để đưa được những kiến thức đấy về với địa phương thì em nghĩ là chúng em cần phải và nên có những cái lớp học, những cái buổi tập huấn để mà định nghĩa, đưa ra những cái định nghĩa hướng nghiệp và cách nào để phát triển cho mọi người những cái kiến thức căn bản, để chứ không thể nào là bây giờ thì mọi người có thể là đang hoạt động nhưng mà cũng có thể là hơi lan man, chưa biết là mình phải làm như thế nào để khởi nghiệp thành công. Thì em nghĩ là nên cần có nhiều cái buổi, những cái lớp hướng nghiệp và phát triển cho mọi người về kỹ năng. Em cảm thấy là tại vì mình là một người trẻ nên là sẽ có lúc mơ hồ ấy, nên là những cái buổi tập huấn về khởi nghiệp nó sẽ mang lại nhiều kiến thức hơn. Thì địa phương của em là kiểu đang trên đà phát triển nên là chắc cũng cần mấy cái về khởi nghiệp. Dạ, nếu như mà em muốn khởi nghiệp thì có lẽ là em cần kiến thức về kinh doanh, về hình thức kêu gọi vốn và làm sao để người ta tin tưởng vào sản phẩm của mình. Các hoạt động này không chỉ cung cấp kiến thức, kỹ năng mà còn tạo ra môi trường thuận lợi để các bạn trẻ hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình, từ đó xây dựng một mạng lưới kết nối giữa các nhà khởi nghiệp trẻ, nhà đầu tư và các chuyên gia trong ngành, tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và sôi động.
Hy vọng rằng với sự nỗ lực đồng hành, nền tảng ước mơ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhiều thanh niên sẽ sớm trở thành hiện thực, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.